Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Scary Teacher 3D. Let's go. Yeah, ok. Shut the fire. Đi thi Mickey rất là xinh đẹp. Right, we got a lot to do. Yes, that's yeah. Horrible. Get rid of that. Fix that now. Chop chop. Yes. I'm a net. Okay. Đây rồi. Đây là thứ mình cần. Let's go. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai. Đây là một tựa game mà rất hay và hot trong những tháng vừa qua. House of Slenderia. Đây là một tựa game bóng ma trong ngôi nhà. Ok, let's go. Một chiếc chìa khóa đầu tiên. Cánh cửa này ra xem có gì không. Wow. Oh my gosh. Một mảnh giấy đầu tiên. Oh my gosh.
Oh man. Ok, tiếp tục nào. Bản thứ hai. Wow, con ma ở trong đây nhìn mình. Bản thứ ba. Đây là một phòng bếp, phòng ăn. Mảnh thứ tư. Ồ, đây có một chiếc chìa khóa này. Rồi, và đây là cửa, cánh cửa lên tầng 2. Đó, các bạn đi xung quanh tất cả các căn phòng, sau đó thì tìm 8 mảnh giấy là các bạn sẽ ghép lại và hoàn thành được game. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3. Let's go. See you here. Wow, người ta phá tan luôn cái mái nhà này luôn. Mình rõ thân là một cô làm big guy. Anh chàng này thì đang cần hộp cứu thương, ok. Hộp cứu thương, đã có. Let's go. Anh ta cần một quả chuối nữa. Cut the gas. Anh chàng này thì sẽ săn lùng mình. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy quả chuối này. Xem anh ta đâu. Vướng chân với tài chứ. Rồi, chạy nhanh con. Dưới này không có một chiếc chìa khóa là Green, mình phải mở ở đấy xem có gì không.
Ờ. Đi coi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ tư, Grandi Chapter 2. Blay, let's go. One day. Oh, hold on. Do you want to play hide and seek? Mình phải rủ ông này ra, bởi vì bà kia đang ở kia rồi. Nếu không thì mình sẽ bị bao vây và bị bắt mất. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2. Let's go. Jolly. Chàng trai kia không biết điều à. Wow. Đây là chiếc chìa khóa này, các bạn mở căn phòng này ra. Và đây là căn phòng để các bạn có thể trốn thoát được. Đồ mình vừa để đây đâu rồi? I see you. Yeah, let's go.
chơi hẳn rồi đây. Rồi, tháo cái nước ở đây ra. Oh my god, oh my god. Wow, oh my god. Wow, đi rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Bên đi ra. Và rất là nhiều máu luôn, mình thì có 12 máu thôi. Một điều là khi mà mình bị dính ông ta trưởng thì mình sẽ bị trừ mất 4 máu, rất là đau luôn. Và mình chỉ cần 3 lần thôi là mình sẽ bị chết luôn. Ok, ông ta là 8 máu thôi. Wow, 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 wow. Đó, mình dính một lần mất 4 máu luôn, rất là đau. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Book 2, Chapter 1. Menu.
Okay, let's go. Ở đây thì cần một chiếc kéo thì các bạn với thả cái đấy ra được. Mình sẽ đi đường này xem có gì trong này không. Một chiếc chìa khóa màu tím. Ok, đi tiếp đường này nào. Một chiếc kéo này. Chiếc kéo thì mình sẽ đi đường này đi. Đường này không đi đâu. Green cây. Đó, các bạn cứ đi xung quanh tất tật, sau đó tìm những chiếc chìa khóa rồi mở ra. Green cây ở đâu đây? Green cây. Let's go, let's go. Mình thử đi này xem có cánh cửa nào không. À, đây rồi. Mở ra. Trong này cần một chiếc chìa khóa màu vàng. Đây là một chiếc chìa khóa màu tím. Ok. Let's go. Thế thì màu tím nằm ở đâu nhỉ? Mình nhớ không nhầm thì ở bên này. Đó, các bạn cứ đi xung quanh, sau đó tìm và mở hết các chìa khóa ra. Rồi, và mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Slender 2. Và tựa game này thì các bạn phải đi xung quanh và tìm tất cả là 7 con ma. Nó sẽ bay lần vẩn xung quanh cái map bản đồ này. Và trong này thì có ông Slenderman. Nếu mà không may các bạn gặp ông ta thì các bạn phải quay đi thật nhanh. Nếu không thì sẽ bị ông ta bắt mất. Và lúc đó các bạn thu thập những con ma đó thì các bạn lại phải trở lại từ đầu. Ở chỗ này thì không có rồi. Mình sẽ đi lên trên. Let's go. Sang đường bên này đây. Xem có gì không.
chưa thấy con nào lần vẩn ở đây cả. Đây rồi, gần đây có một con. Ok. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả là 7 con ma các bạn thu thập. Sau đó thì các bạn sẽ thoát khỏi nơi này. Và khi gặp ông Slenderman các bạn phải quay đi thật nhanh. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ tựa sang tựa game tiếp theo. Pink Eye. Ok. Wow, đây rất là nhiều thứ luôn. Bây giờ mình phải đi tìm chiếc chìa khóa nào đó. Rồi, đã nhìn thấy chiếc đầu tiên. Tower 11, ok. Chiếc chìa khóa màu vàng. Chỗ này có gì không? Lên trên này, đi sang bên hông đây, không có gì. Củ cà rốt, ok. Không sang được, what? Thôi rồi, nhảy xuống đây đi. Oh my god. Thì mong này cũng đi tận ra đây rồi. Trong này không biết có gì không. Màu đỏ, red cây. Yêu cây. Màu đỏ như trên này. Chuẩn luôn. Trong này có gì không? Lên trên tầng. Lại một chiếc màu vàng. À đây là màu vàng. Còn vừa rồi trước kia là ao hình cây. Nhưng lần này chắc là mình chui được. Ồ, vẫn chưa chui được. Ồ, bắt bầu xuống đây rồi. Màu xanh này. Let's go. Màu vàng, ok. Đó, các bạn đi xung quanh, sau đó thì mở tất cả các căn phòng ra. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Slenderina, The School. Đây là một tựa game ma, bóng ma trong trường học, rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, mình sẽ đi đường này. Trong này xem có gì không, không có gì. Món đồ đầu tiên đây rồi. Là cái này nào. Cũng không có gì luôn. Trong phòng này không có tí cái gì cả. Ok, mình sẽ đi sang bên dãy bên kia. Oh my god. Oh man.
Ok, một cái thôi. Tí mình sẽ đi giữa rồi mình lấy. Mở ở đây xem có gì nữa không. Chiếc chìa khóa tiếp theo. Ok. Rồi xong phòng ăn. Nhiệm vụ thực hiện này các bạn là phải tìm 8 món đồ này. Sau đó các bạn sẽ xuống tầng hầm dưới cùng và mở cánh cửa ra. Sau đó thì lắp vào để chạy và các bạn thoát ra khỏi ngôi nhà này, thoát khỏi trường học ma này. Ok. Đi sâu xuống đây rồi, xem có gì không. Không có gì. Đó, sau đó thì sẽ sang dưới bên kia và tìm tất tần tật để làm sao để các bạn tìm đủ 8 món đồ này thì các bạn sẽ thoát được khỏi lời. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tập kế tiếp theo. Grandi Chapter 1. Let's go. One day. Let's go. Rồi các bạn có thiếu 2 món này là các bạn lắp đủ và các bạn có thể bắn vào ta. Lúc đó các bạn thao mà tìm. Rồi mình sẽ đi đường cửa sau đây. Bình ga. Let's go. Oh my gosh.
Oh my gosh. Oh my gosh. Yo. Ok, và mình sẽ sang một tựa game mà Frog. Oh my god. Quả nhanh thật, bị bắp một phát triển chết luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Victor Grandi. Let's go. Oh my gosh. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.